tổng thống đắc cử donald trump đã chấp nhận kết luận của cơ quan tình báo hoa kỳ về việc nga tham gia vào các cuộc tấn công mạng trong cuộc bầu cử tổng thống mỹ tranh văn phòng sắp nhậm chức của ông trump cho biết hôm chủ nhật và nói thêm rằng ông trump có thể sẽ có hành động đáp trả nga theo ông renn Priebus, ông trump tin rằng nga đứng đằng sau vụ xâm nhập vào các tổ chức của đảng dân chủ mặc dù ông không nói rõ liệu tổng thống đắc cử có đồng ý rằng vụ tấn công là do tổng thống nga vladimir putin chỉ đạo hay không đây là lần đầu tiên một thành viên cấp cao trong nhóm của Tổng thống đắc cử Đảng Cộng Hòa xác nhận việc ông Trump chấp nhận là Nga đã chỉ đạo vụ tấn công mạng và sau đó tiết lộ các email của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Trước đó, ông Trump bác bỏ các cáo buộc nói rằng Nga đứng đằng sau vụ tấn công tin tặc hay đã giúp ông giành chiến thắng. Ông còn nói vụ xâm nhật có thể là do Trung Quốc hay một hacker béo phì nặng 400 pound thực hiện từ giường ngủ của mình.